Bà Vy ơi, bà Vy! Bà Vy ơi! Có ai thấy bà Vy Việt Kiều mới về không? Chỉ giùm ơi, bà Vy ơi! Ơi, ơi, ông Vàng, đi đâu hả? Ông Quốc hả? Ừ. Bà Vy bữa nay bà nói bà về nước, hẹn ra đây nè. Ủa, hẹn ông luôn hả? Ừ. Bà hẹn tôi luôn nè, làm tôi dớn nguyên bộ đồ vía ra rước bà. Ủa, nói làm vậy, bà ở đâu? Tôi ở đây nè. Vy ơi. Ê ông Vàng, ông Vàng. Hả, cái tiếng văng vẳng hồi nãy á nghe giống giọng bà Vy lắm à nghe. Thì giọng tôi với giọng ai? Ủa gì kỳ vậy? Thấy cái audio không mà còn cái video đâu? Làm ơn cho tôi coi cái video đi bà Vy ơi. Thì tôi ở đằng sau cái vali nè. Trời ơi đây này, nè. Này. Đi ra vòng ra đằng sau cái vali là đặng kiếm bả đi chứ. Ủa bà Vy ơi. Bà nói bà ở đằng sau cái vali mà sao tụi tôi tìm hoài không có thấy vậy bà Vy? Ở đây ai cũng thấy, chỉ có hai ông già cả rồi mắt mũi tèm nhem nên mới không thấy tôi thôi. Tôi ở đằng sau lưng hai ông nè. Ôi trời ơi. Ông Quốc, ông Quốc. Ê. Ở đâu ra con bé có chút xíu mà cái đầu nó trắng hiếu vậy? Ờ. Mà cái giọng nó giặc hằng nữa chứ. Cái kiểu này là chọc ông già nè. Để ôi, tôi cái nhà ai đây nè. Nè cháu ơi, là con nít không được chọc ông bà già nghe không? Vậy là bị quýnh đòn nghe chưa? Thôi giỏi thì đánh đi. Trời. Bà Vy, sao bà đi có mấy chục năm mà về bà còn chút ép vậy? Cái lúc mà bà đi qua bển đó nha, là bà cao y như là đoan trang vậy. Sao bây giờ teo còn chút xíu vậy? Hai, tôi qua bên bển cắm cúi làm neo nên tôi teo còn chút xíu cỡ dị hương á. Ôi trời ơi, bà đó là cỡ chừng con gái của Việt Hương thôi. Con gái Việt Hương lùn lắm hả? Lùn lắm. Ừ, chắc giống mẹ. Ôi trời ơi, trời. Ừ chắc bà đó nha bà Vy. Thôi kệ, già rồi, cao thấp không quan trọng, quan trọng là thần thái. Hôm nay được về quê hương, tôi thấy vui quá, tự nhiên thấy ngứa miệng, muốn hát một bài gửi lời chào Việt Nam, hai ông thấy sao? Ê, cái vụ này được nè, bà hát đi, tôi đàn cho bà hát. Tôi có đem theo cây sáo, tôi thổi cho bà hát. Cây đàn ở đây, cây sáo ở đó, rồi âm thanh đâu mà bà hát cho người Việt Nam nghe. Âm thanh ở trong cái vali á, hai ông mở giúp tôi đi. Ê, âm thanh hả? Ôi trời ơi. Đến cái đàn, trời ơi cái đàn. Robotte de pi carrosine Cho che da male vi un pie le che da ma se a pide che des mia cama de de no se ti se ne se ne fa che de je mange le gè an fin da copola e de ni capi con cole. Today I was born. What you know about the story? Topping my earphone. My eyes they mock me. Now what's there to say? All I know is you. This on the eyes of war. A film by Coppola. The handicapped.
khoan ơi, hồi nãy bà nói bà hát một bài hát gửi lời chào Việt Nam, mà bà hát tiếng Tây, tiếng U không sao người Việt Nam hiểu. Muốn tiếng Việt có tiếng Việt. Vô. Và đó chính là Minh Vy. Con ơi, trời ơi, cho con ôm con một cái. Ủa Vàng bữa nay không té nữa hả Vàng? Dạ không phải, bữa nay em một là một nhạc sĩ chuyên nghiệp. Nhạc lên nửa tiếng đồng hồ rồi mới bắt đầu đàn. Trời ơi. Chờ chị với anh Nghĩa nó thế nào cũng dắp vali té lộn cổ nè nha. 1, 2, 3 té nè. Sao té được? Vô té nè. Cười quá. Hả, đi vô đi em. Không dạ, em chào mọi người. Dạ, em chào mọi người, em vô. Đó, tôi nói mà. Rất là dễ thương. Phải có té mới là Dương Thanh Vàng. Xin được mời cảm xúc của ban giám khảo. Cô Việt Hương với chú Đại Nghĩa không có nói gì hết trơn trời. Ngồi im nghe cô Trang nói thôi đó. Chấn động rồi. Con của cô ở nhà nó nói mấy câu cô mừng cũng chết luôn rồi. Con này con ta. Trời ơi. Ủa nó nghe nè, bộ nhà bà mẹ dành nói hết sao con không nói được gì hết trơn trời vậy? Không, ý là con người ta đứng trước sân khấu như vậy, diễn kịch rồi bày đặt hát rồi bày đặt xỉa xối tôi, đúng không? Tôi chỉ nhỏ, con tôi là người mẫu size nhỏ, hiểu không? Đó, vỗ tay đi. Mai mốt á là chị bung miếng là các cưng phải chụp. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, tự quy định luôn. Ép buộc khán giả, tội nghiệp người ta quá Trang ơi. Cái tiếng mục của con ai lựa hai cái áo dài mà đẹp dữ vậy, rất là nhập vai luôn, khom khom rồi tay rung rung mà diễn hài tỉnh. Mà đối với cô cái hài này nó rất là độc đáo, hài nó hướng tỉnh đó, nó tỉnh bơ à. Con không có cần nói cái gì ồn ào hết á, con chỉ trả lời những cái câu rất là ngắn gọn nhưng mà rất là chất. Rồi qua tới phần hát nữa, con hát tiếng Pháp, hát qua cái phần tiếng Việt á, thì có các cô mặc áo dài trắng ra, rồi cùng với cái nón lá, rồi cái che con lại, cái con cũng xuất hiện. Cô thấy nó rất là đẹp, làm cho tiết mục của con rất là giải trí nè. Nhỏ xíu à, nhưng mà khi các cô bưng con lên á, cái nón lá xém rớt đúng không? Cái chụp lại liền. Đó, nhiều đó là đủ tố chất nghệ sĩ đầy trong người rồi. Chúc mừng con. Cảm ơn cô. Những cái khả năng của bé em nhìn được thì quả thật là không sai. Và em nghĩ ra cái idea nhưng mà em không có viết được kịch bản, nên là nhờ chú Phúc là viết kịch bản rồi dàn dựng cho bé. Hôm nay bé làm em ngạc nhiên, bất ngờ đến mức độ mà hát xong rồi em phải chạy ra em sung sướng quá, không biết nói gì. Ngày hôm nay con hát xong bài này con thấy sao? Con thấy rất là vui. Gì nữa không? Dạ hết rồi. Ngày hôm nay con muốn tặng bài hát này cho ai không?
Cho tất cả mọi người. Đó, ăn điểm chỗ đó. Nãy chê tôi quá trời, chê qua con gái tôi luôn mà. Cái đó là có ai ai chỉ con hả hay là con nói? Thầy Phúc chỉ cần bản luôn. Dạ thầy Phúc thôi nha chị Hương. Chị Hương ơi, lỗi của thầy Phúc. Thì bây giờ chị mới biết là ai là người không ưa chị rồi đúng không? À giờ chị mới biết thằng Phúc. Chắc là nó còn làm nghề lâu hả em? Thì chắc còn được mùa này nữa thôi chị à. À đó chị cũng chờ nha Phúc nha. Dạ. Con, ừ không sao đâu con. Cái đó là thầy con mà, đúng không con? Ừ. Con thì sẽ đi tiếp mà thầy con thì sẽ dừng lại đó. Dạ. Một cái tay cho ban giám khảo của tụi em. Dạ. Chúc mừng con, ngày hôm nay tiết mục quá là dễ thương. Và hãy chờ để xem tiết mục tiếp theo sắp dẫn như thế nào quý vị nha. Xin mời. Trời ơi, đi kìa. Phải đi kìa. Con xin kính chào quý vị khán giả và các thầy cô. Con tên là Đinh Vũ Hồng Uyên. Năm nay con 5 tuổi. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh đến với cuộc thi Thử Tài Siêu Nhí mùa 4. Con xin được dự thi một ca khúc Việt Nam rất là nổi tiếng, đó là ca khúc Thằng Bờm. Quý vị khán giả và các thầy cô nhớ chọn con nha. Nguyên thế bài thầy, thầy đợi có chữ đó thầy nghe cho nó sướng. Mà con nghĩ là ba bò chín châu. Thôi 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 đừng làm, mình đừng làm kỳ được lắm. Rồi được rồi được rồi. Ủa chú làm giống con thử rồi, con hát ba bò chín châu có chú diễn giống con rồi nè, con hát thử đi. Phú ông xin đời ba bò là bò chín châu. Giống mắm bẻ vậy sợ. Trời ơi con ơi, ai chỉ con hát cái chữ phú ông vậy?
Dạ mẹ. Trời ơi con hát, con có biết là con hát cái chữ phú ông nó muốn cưng. Trời ơi cưng. Thương chữ phú ông dễ sợ luôn á. Nguyên bài thầy đợi cái chỗ đó thầy nghe cho nó đã. Phú ông. Phú ông. Bây giờ mời con lắng nghe nhận xét từ những thầy cô cũng như sự thuyết phục của các thầy cô nha. Xin mời. Phải vô thôi. Năm tuổi đó ai làm được như con. Phải đậu thôi. Con hát rất là dễ thương hồn nhiên. Khi mà mình hát một bài mà khán giả phải đợi. Đợi nghe cái phú ông. Phú ông là có cái sự hấp dẫn của bài hát. Khi mà con đặt mà con mới có 5 tuổi mà con đã biết cách tạo dấu ấn, cũng như là con đã truyền tải được những gì mẹ con chỉ cho con và cách biểu diễn. Ô dễ thương lắm con ơi, phải vô thôi, con phải về đổi với thầy nha. Đó là những lời chia sẻ của lớp học Nhi Sắc Nhí, lớp của thầy Quốc Đại, của cô Thảo với của thầy Lộc. Chú gì? Chú Đình Lộc. Con biết chú Đình Lộc không? Dạ biết. Sao con biết được chú Đình Lộc? Dạ tại hồi bữa chú Đình Lộc chơi game show với con với cô Xuân Thảo. Chết rồi. Biết rồi nha. Biết, chết biết. Rồi. Biết số phận bên kia. Không không, nhưng mà mình vẫn phải nghe hai thầy ở bên lớp xì trâm nghe nha. Chúng ta nghe thử nè. Đầu tiên là chú khen ngợi con với tiết mục vừa rồi. Diễn rất là duyên dáng, hát cũng duyên dáng và dễ thương. Với một bạn chỉ có 5 tuổi thì con làm hơn những gì mà chú có thể tưởng tượng được ở bạn 5 tuổi. Bản thân chú hay là chú Quốc Đại đều mong muốn có thể làm được nhiều hơn cho tụi con, để tụi con có thể phát triển những khả năng, những cái năng khiếu của mình, và hơn hết là giúp cho tụi con có một cái kỷ niệm thật đẹp, đúng với lứa tuổi, với tuổi thơ của tụi con. Cho nên việc con lựa chọn về đội của chú hay chú Quốc Đại, chú đều ủng hộ con hết. Nhưng mà thằng Bồm á, có cái quạt mo là phú ông phải đổi cái này đổi cái kia mới có được, đúng không? Vậy thì bây giờ cũng giống như vậy. Bây giờ Hồng Uyên sẽ lắng nghe thử coi những thầy cô phía bên dưới có quà gì tặng cho con hay không, để con quyết định xem mình về đội nào. Xin mời ạ. Rồi. Con thích không? Dạ không. Yeah. Nhà con có nhiều gấu bông mày. Vậy hả? Vậy là bây giờ suy nghĩ. Lại lần. Con thích không? Dạ không. Không sao đâu. Ôi tôi muốn gục ngã luôn rồi. Phú ông đổi cũng phải 5-7 món mới tới được đúng chứ. Rồi bây giờ vậy nha. Mời con đi xuống dưới. Con nếu như con muốn học lớp học nào thì con khoanh tay lại, con chào con xin vô lớp học của mình nha. Mời con. Trời ơi bà ghét không? Bà đi cà nhóng, bà nhóng như kìa. Như super model. Chúc mừng cho lớp học Nhi Sắc Nhí. Lên ngồi luôn. Đã có được bé Hồng Uyên cho đội của mình. Con tên là Đặng Thái Hà, năm nay con 11 tuổi, con đến từ Nghi Xuân Hà Tĩnh. Sau đây con xin trình bày nhạc phẩm Chuyện Đêm Mưa. Đêm dài
ngoài lạnh gió rét mưa, đêm từng bước đêm về trên mái lá. Chừng nào mưa thôi rơi, đường chân nắng dẫn lối, mưa tan vào sương khói xuôi về muôn. Để người em năm xưa thôi không còn thương nhớ, những lúc nghe gió về kể chuyện. Con phải nhớ là thầy đại bấm cho con trước, và khi mà con bước ra là thầy chịu rồi, rất là chỉnh chu từ trang phục đầu tóc, ôi sao mà đỉnh đạt thế này. Và khi con cất lên tiếng hát, thầy chịu liền ngay cái chữ khuya của con. Nhưng mà thầy đợi xíu nữa, nhưng mà thầy biết tại sao thầy Cường bấm. Con hát ngay cái chữ mái lá quá xuất sắc, lúc đó thầy Cường mới chịu bấm con. Là nhưng mà thầy đã ấn tượng con từ cái chữ khuya, từ cái A1 rồi. Và cái dòng nhạc này của con chọn là dòng nhạc của thầy theo đuổi rất là nhiều năm rồi nha. Khi con bước ra làm cho thầy cảm thấy đến bây giờ vẫn còn nổi óc ác hết lên và lạnh toát người luôn. Bởi vì cái giọng hát của con nó chiếm cái tình cảm cái nhất. Cái thứ hai, tại sao mà thầy bấm sau thầy Đại? Thầy biết chắc chắn thầy Đại sẽ bấm nên thầy cố tình bấm sau, bởi vì là đây là cái dòng nhạc mà định hình của thầy Quốc Đại từ xưa tới giờ rồi. Riêng thầy thì là thế hệ sau về tuổi nghề lẫn tuổi đời đó, và bước vào cái dòng nhạc bolero này cũng sau luôn. Thầy mới chỉ tham gia vào dòng nhạc vài năm trở lại đây thôi, nhưng với thầy thì nó không phải là cái sự quyết định. Quyết định là mình có dám dấn thân vào những cái gì mới mẻ ở bên trong âm nhạc không. Thầy đã từng hát thành công ở dòng nhạc trẻ rất là nhiều thể loại, và khi bước vào bolero thầy đạt được một cái thành tích là quán quân của một chương trình về bolero. Để cho con yên tâm về cái dòng nhạc nếu như con có một sự lựa chọn nào đó ở phía thầy. Cái thứ hai nữa là thầy bấm sau bởi vì sao? Lúc đầu khi con vào con hát là nghe đã thấm rồi, nhưng mà vẫn còn cái gì đó nó chưa tự tin. Nó thôi vẫn đi. Còn hồi nãy thầy mới nói thầy lạnh toát, thầy nổi da gà. Con biết không, nhưng mà con ơi, bây giờ là... Anh ơi cho em nói cái đi. Thì có người ta... Thầy đâu có dành nãy đâu. Nãy giờ không có nhoi luôn á. Sủ Nhi đâu có dành Nam Cường đâu. Không biết không, đoạn đầu á thì đó, nó chưa được hoàn chỉnh cho lắm. Nhưng mà thầy để xem về sau cái bản lĩnh của con như thế nào. Thì thực sự đúng khoảng 1/3 bài đầu thì không tính rồi. Từ đó về sau là con hoàn toàn nhập tâm vào bài hát. Con đi theo cái giai điệu và cái tình cảm của bài hát. Hà ơi, con nghe thầy nói nè. Đây nè, từ từ. Bây giờ để em nói cho nghe. Mọi người ở xa quá không có thấy nhan sắc thằng bé em đứng ngang, góc nghiêng thần thánh, cực phẩm. Đây nè. Với cái sự lịch lãm là con phải về trời đây ơi. Để con xuống đi, trời ơi ôm nhỏ vậy đó. Trời đất ơi, y chang hai giọt nước. Trời ơi, mặt nó buồn hẳn luôn á.
Vậy bây hả? Giờ là thầy là phải năn nỉ con về với thầy bằng cách là thầy sẽ hát một câu Hà Tĩnh. Yeah. Yeah. Mời thầy. Chứ đi một cùng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La, nhớ biển rộng mà quê ta, những cánh đồng mà mùi cho nhỏ hát với. Tình sâu mới nghĩa nặng. Tình cho nhỏ nhảy vô hát hả? Con có thuộc bài con đó không? Con có thuộc bài đó hả? Con thuộc bài đó đâu? Bây giờ Thái Hà, con sẽ có một trong hai sự lựa chọn. Hoặc là con về lớp Nhi Sắc Nhí, lớp của thầy Quốc Đại, của thầy Lộc, của cô Thảo. Con rồi thầy Đại ẵm bé về luôn, ẵm về nhà luôn. Lời đầu tiên con xin kính chào tất cả các thầy cô. Con tên là Ngô Văn Tuấn Tú, năm nay con 10 tuổi và con đến từ Bắc Ninh ạ. Sau đây con xin trình bày ca khúc Nỗi Buồn Hoa Phượng ạ.
chào Tuấn Tú. Tên với mặt giống nhau nha. Tuấn chào Tú con. Dễ thương. Con chào thầy ạ. Bây giờ Đào Duy muốn được hỏi đầu tiên là tại sao trong suốt quá trình bé nó hát, thầy Quốc Đại bưng mặt khóc vậy? Ngủ. Cái gì ngủ? Có ai mới ngủ dậy mà mặt tươi vậy không? Mặt vẫn tươi có nghĩa là rất là nhập tâm vô giọng ca của con. Nhưng hôm nay con chưa hát đúng cái lực của con. Khi mà mới vào đầu con hát rất tốt, rồi cái đoạn giữa thì con lại hơi đuối xíu. Sau cái quãng gian tấu con nghỉ một xíu thì con lại lấy lại cái lực. Và cái nửa bài cuối con hát tốt hơn cả nửa bài đầu luôn. Nên thầy quên bấm luôn. Dạ, cũng may là cô Thảo đã bấm cho thầy. Nhưng mà chưa bấm thì giờ thầy bấm cũng được vậy. Đúng không? Nhưng mà lý do gì khiến cho cô Xuân Thảo quyết định nhấn nút ở những giây cuối cùng ạ? Thật ra thì cô thấy là con về với đội của chú Đại rất là hợp. Khi mà con hát là cô đã nổi da gà nên cô phải bấm luôn. Cô quyết định Đại luôn. Cô tự bất chấp luôn là cô bấm và để cho chú Quốc Đại bắt buộc phải giúp cho con. Giúp cho con thôi. Có vẻ là cô Xuân Thảo quên mất một điều rồi. Không phải bên tay trái của cô Xuân Thảo biết hát đâu mà bên tay phải của cô cũng biết hát nha cô nha. Ở cái lớp của bên Nhi Sắc Nhí này cái gì làm cũng được. Thầy chứng minh thầy đi. Thầy cô nào thầy làm cũng thầy được. Thầy chứng minh đi. Thầy Lộc chứng minh liền. Thầy Lộc. Mời thầy Lộc. Con ơi, nãy con ca câu gì đó. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng. Cố lên nha. Biết ai còn nhớ đến ân tình không? Gì anh? Biết ai? Biết ai còn nhớ đến ân tình không? Biết ai còn nhớ lấy đến tầm ân tình không? Biết ai còn nhớ đến ân tình không? Biết ai còn nhờ... Cái gì anh lại? Thôi để anh hát câu tiếng bè đi. Em tự tin theo. Tiếng bè nước nở. Thôi tiếng bè đi, tiếng bè đi. Tiếng bè nước nở buồn hơn tiếng lòng. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng. Rồi. Trời ơi, nghe chữ lòng một cái là nó nhói trong lòng rồi. Thầy Quyền thử đi thầy Quyền. Thầy Quyền có lại được không đâu con. Nó hát cái lòng mình nằm ở cái khúc ruột non. Còn nhỏ thầy Lộc hát cái lòng mới rớt xuống ruột già. Thì đúng rồi. Còn nhỏ thì là ruột non. Không thì lớn thì ruột già là đúng đó. Dạ đúng rồi. Mình nghe cái chữ lòng thấy buồn rồi. Còn riêng đối với thầy Nam Cường, quyết định rất nhanh chóng ngay từ khi bé hát những cái câu đầu tiên. Có lẽ là bởi vì thầy cảm nhận được một cái điều đặc biệt từ bé đúng không ạ? Tại sao thầy ngồi im lặng nãy giờ? Thầy không có nhoi nhoi gì giống như bình thường. Bởi vì sao? Con khiến thầy bị lặng đi khi mà con hát rồi. Rất nhiều là tiết mục thầy bị lặng lắm á con. Và khi con hát mà cất ngay cái câu đầu tiên lên đã chiếm được trái tim của thầy rồi. Thầy thích dòng nhạc này cũng như thích con. Thì khi mình thích một cái điều gì đó rồi thì chắc chắn mình sẽ toàn tâm toàn ý, mình dành cho cái đối tượng đó rất là nhiều tình cảm. Thật sự thầy rất mong có thể có con ở trong đội hình của thầy. Thầy không chỉ là mạnh ở những cái dòng nhạc trẻ hay gì đó, và ngay cả dòng nhạc này hay là dòng nhạc dân ca, thầy vẫn có thể giúp cho con được. Cảm ơn thầy Nam Cường. Con có cả hai lớp học, lớp nào cũng muốn mời con về hết. Bây giờ chúng ta sẽ mở lại cái đoạn nhạc, sau đó con vừa hát và giống như là con đang đi vào trong sân trường vậy đó. Con thích lớp nào, con vô lớp đó. Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, 90 ngày qua chưa chan tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa từ là hết người ơi. Anh Nam Cường cũng không giấu được cảm xúc của mình đúng không ạ? Chị gì đang xảy ra anh vậy? Xin phép thầy con được vào lớp ạ. Trời ơi, khiên con vô luôn á, khỏi xin hả? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cảm xúc tiếp theo cùng với thử tài siêu nhí. Dạ con xin kính chào các thầy cô và các quý khán giả.
Con tên là Thanh Thủy, con 14 tuổi và con đến từ Long Thành, Đồng Nai. Còn con tên là Dư Phạm Ngọc Diệp, năm nay con 11 tuổi rưỡi và con đến từ Hà Nội. Dạ, sau đây tụi con xin trình bày bài Giấc Ngủ Đầu Nôi, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Sơn ạ. Thank you.
bạn, đó chính là phần biểu diễn của Ngọc Diệp và Thanh Thủy. Diệp ơi, con ở Hà Nội mà sao con hát năm bộ? Con sinh ra ở này đúng không? Dạ không, con sinh ra ở Hà Nội. Hà Nội luôn? Rồi, mẹ con người Nam hả? Dạ không, ba mẹ con đều là người Hà Nội hết. Ủa sao ngồi? Ủa khoan, từ từ. Nếu mà mình xét về cái mặt mà địa lý nghe, là cái phát âm này là nó rất là miền Nam, nó rất là đáng yêu, rất đúng là ngọt ngào. Con thử con nói giọng Hà Nội cho mọi người nghe thử đi. Dạ, con xin chào các thầy cô và các quý vị khán giả. Rồi khi nào con xài cái tiếng miền Nam mà khi nào con xài cái tiếng miền Bắc? Dạ khi nào con ở Hà Nội thì con nói tiếng Hà Nội, còn khi nào con vô Nam thì con phải nói tiếng miền Nam. Ai dạy cho con thế? Ai dạy cho con? Dạ con nghe bài của chị Phương Mỹ Chi xong rồi con học tiếng miền Nam luôn. Trời ơi. Ê con, con thích chị Phương Mỹ Chi phải không? Dạ. Con gái chú, ngày trước chú đã từng là một huấn luyện viên cho Phương Mỹ Chi, chắc con theo dõi con biết rồi đúng không? Dạ. Đó thì ngoài người mẹ sanh ra Chi thì có những người bên cạnh để mà săn sóc và quan tâm Chi, thì chú là người thứ tư, đến thứ tư nên gọi là người mẹ thứ tư. Dạ. Cả hai con đã hỗ trợ cho nhau rất là tốt. Ở Diệp có mặt hạn chế này thì được Thủy bù vô, còn ở Thủy có mặt hạn chế này thì được Diệp bù vô. Và nếu mà hai con về đội của thầy thì thầy sẽ để các con hoàn thiện bản thân và hai con cùng tiến lên cùng đó. Nhau tiến lên một cái tiến lên trên một cái con đường rộng mở phía trước. Cảm ơn thầy. Hai đứa con bước ra với hai tảo trắng đã hớp hồn chú rồi. Chú rất mê những cái gì mà nó gọi là đơn giản. Cái gì, ai cười gì vậy? Dạ, nó nghe đơn giản sao cái áo chú nó không có được. Cái gu nó không hợp. Mặc đồ là phải như anh Quốc Đại gì đó. Cầu tre, chim chóc, cây cối, rồi tất cả giường tựa cao cá đẩy vô hết luôn. Bên cạnh đó, chú thì nhìn gương mặt cũng như là độ tuổi thì nó cũng trên lệch với chú Quốc Đại. Trên lệch như thế nào ạ? Chú có sự trẻ trung, hồn nhiên gần với tụi con. Anh nói như vậy là anh Quốc Đại quá già cỗi. Đúng rồi. Ôi trời ơi, đúng rồi. Chỉ tặng quà thôi nha. Trời ơi, lên đây nhìn gần mới thấy như thiên thần. Vậy luôn á hả? Hai đứa em lên mới thấy hả? Anh ngồi đây là anh thấy rồi. Mời cả ba thầy cô cùng lên đây ngắm mấy bé rõ hơn. Thì đại gia đình mình chụp một tấm hình để hồi nữa xào xáo không còn đẹp nữa. Dạ, 1, 2, 3 nhìn về camera cười cái này. 2, 3. Bây giờ hai con lựa chọn hoặc là về lớp học Nhi Sắc Nhí hoặc là về lớp học Xì Trâm. Tụi con chọn về lớp nào, hai chị em nắm tay vô trong đó ngồi điểm danh. Được chưa? Đó là hai cửa phòng học. Và bây giờ đưa ngồi quay mặt mình. Lại đi, mình quay mặt. Hai con nắm tay nhau, hai chị em nắm tay nhau. Mời hai con bắt đầu. Đằng sau á. Quý vị và các bạn, một sân chơi mùa hè dành cho các bé với tên gọi Thử Tài Siêu Nhí mùa thứ tư năm 2019 vẫn sẽ còn tiếp tục, và mời quý vị hãy cùng đón chào tiết mục dự thi tiếp theo. Trời ơi, trời ơi, ghét quá. Lời nói đầu tiên cho phép con kính tên Ngọc Nhi xin được gửi đến quý thầy cô và ban khán giả lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hôm nay con 5 tuổi xin được trình bày ca khúc được mang tên Em Đi Qua Cầu Cây. Thank you.
Chào chị Năm súng văn. Trời đất ơi, ơi, ơi. Cười cái coi, cười gì thế nhỉ? Thôi, không phải súng găng, người ta thay găng. Con đang thay găng hay là sao? Mày thiếu canxi. Bây giờ mình thử nghe những thầy cô nhận xét như thế nào về phần trình diễn của mình nha. Thầy Cường ơi, sao thầy Cường không bấm con vậy? Sao con quá dễ thương luôn á. Con rất là dễ thương. Nhưng mà thầy nhìn thấy con hợp với thầy Quốc Đại hơn, nên thầy để con cho thầy Quốc Đại hướng dẫn cho con. Chắc chắn rằng ở cái vòng sau con sẽ tỏa sáng hơn nữa. Có vẻ muốn về lớp thầy Cường có, hay sao? Có vẻ bé nó thích về lớp thầy Cường hay sao? Bây giờ con thích lớp nào? Thầy Năm Cường, thầy Năm Cường. Trời ơi! Bấm liền anh Cường ơi! Trời ơi! Làm trời ơi! Con nói thiệt không? Vậy đó. Con nói thiệt không hay là nói cho thầy vui? Thiệt. Thì bấm liền. Thiệt thì bấm liền. Thấy chưa? Nhưng mà khoan. Sao mà chọn qua đây Quốc Đại chạy? Mình nghe thử thầy Quốc Đại nói làm sao. Con ơi, khi mà con bước ra là thầy Đại chịu lắm rồi. Cái bộ đồ sao mà nó nghiêm túc, nó rất là thanh niên xung phong. Trời ơi, trời từ đầu cho tới chân luôn rồi. Bước ra là coi như là khỏi thi đi, đậu liền. Khỏi hát luôn là thầy phải cho vô liền luôn á. Rồi cột cái khăn, rồi bày đặt cột khăn trên này nè. Sao hôm nay thầy đài về tìm có về chiếc tắt? Cầu cây bắc ngang qua suối. Giọng gì mà bé rồi chém vô con tim của người ta. Rồi xong cái người ta chọn cho đã. Rồi cái nó con thích gì thầy Năm Cường. Cô Xuân Thảo, cô thấy con sao nè? Vừa bước ra là con có cái nụ cười rất rất là gây thiện cảm với cô. Tại vì con có một cái nụ cười có cái cằm y chang như em bằng bón nhà của cô vậy đó. Và khi mà con hát lên thì giọng con rất là giống như thầy Quốc Đại nói, cha rất là bén à nha. Đây, thầy đã chọn con từ đầu thì cô nghĩ là con nên về với chú Quốc Đại đi ha con ha. Con gái ơi, con đã làm cho thầy cảm thấy rất là rung động với con. Bởi vì con đã dành tình cảm cho thầy, cho dù con có về thầy hay không, nhưng mà thầy sẽ tặng cho con một món quà, một bàn thỏ rất là dễ thương. Cái này là quà của khán giả hâm mộ tặng cho con là thầy Nam Cường nha. Rồi, cảm ơn. Nhìn cưng lắm anh. Thôi bây giờ về nhà con. Cái đường đi ở giữa này nè là cái đường đến trường. Con thích lớp học nào? Con tới con khoanh tay, con chào thầy cô, cái con xin phép con vô lớp con học ha. Chuẩn bị 2, 3. Quẹo ơi, quẹo. Quẹo thẳng luôn. Quẹo thẳng luôn. Chạy lên đường quá. Quẹo luôn. Dễ thương quá. Rồi, cảm ơn thầy Đại đi con. Rồi, cảm ơn thầy cô. Kính chào các thầy cô và quý vị khán giả đang có mặt ở đây. Con tên là Nguyễn Thị Hương, năm nay con 13 tuổi, con đến từ Quảng Ninh. Và sau đây con xin trình bày bài hát Hình bóng quê nhà, mong mọi người ủng hộ con nha. Câu tre qua mấy con đê thắm đượm tình quên. Bao năm qua cách trở đường xa xôi ngược bom ba. Ôi kỷ niệm yêu mái tranh nghèo tỏa khói lam chiều. À ơi, con nước lớn chảy con thuyền giao nghiêng theo nhịp chèo bay ai ngã ngã câu hồ hồ ơi, gió đưa gió đẩy về đây ăn công, về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn cua.
đang có bay về nơi thương nhớ, nhớ bến sông xưa in hình bóng của miền quê, gió đưa mây làm mây tím sóng xô ngập ngừng, chiều dần buông vẫn còn chờ ai như tóc chiều hè. Ôi đẹp làm sao đêm sáng chẳng cao gõ nhịp dài mau, nghe quê hương tiếng gọi mời thương nhân ngài tha phương, trong cõi đời ta giữ bên lòng hình bóng quê nhà, nghe quê hương tiếng gọi mời thương nhân con ơi. Con có thể hát một bài nào đó tiết tấu nó chậm hơn không? Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mấy trời lòng lộng không phụ kính công cha. Con nói chuyện thì đúng miền Bắc luôn. Khi mà con hát thì gây một cái sự ngạc nhiên đầu tiên đối với chú. Khi mà vào bài hát á, có lẽ là cái tiết tấu nó nhanh cho nên hát nó bị gấp, nó bị dồn dập và nghe nó không có điểm nhấn. Nhưng mà chú vẫn cảm nhận được cái giọng hát của con nên chú muốn thử một chút xíu nữa để xem cái sự lựa chọn của mình có đúng hay không. Chúc mừng con. Với góc độ một người khán giả thì khi nghe con hát thì vẫn chưa chạm được tới chú lắm. Chú cần thêm một cái gì đó để có thể là mình hòa theo được cái bài hát đó nữa. Như vậy thì ở góc độ chuyên môn thì như thế nào thưa thầy Quốc Đại? Thầy không biết là con có mất tập trung hay không, nhưng mà cái đoạn đầu thì con hát có vẻ là không tròn trịa. Bắt đầu từ bài lý con mới tốt. Và thầy nghĩ là thầy Nam Cường đã bấm thì thầy chúc mừng con. Tại sao con lại yêu thích những cái dòng nhạc hát về gia đình cũng như là về quê hương như vậy? Dạ là tại vì nó là sở trường với con, với lại cũng có một phần giống như hoàn cảnh con. Thật chúc là bước con ra nhìn cái áo dài của con là thấy thương rồi. Nó không quá sặc sỡ, nó cực kỳ đơn giản. Mà lúc nãy con nói những cái bài hát này nó liên quan tới cuộc sống của con, có thể cho mọi người biết một cái chút xíu gì không? Một học sinh nữa rất ngoan và rất đáng yêu. Con xin kính chào quý thầy cô. Con xin được tự giới thiệu, con tên Nguyễn Hạnh Gia Nghi. Năm nay con 10 tuổi, con đến từ Cần Thơ. Hôm nay con xin trình bày ca khúc Quê Tôi. Con mời mọi người cùng thưởng thức. Được 1 năm rưỡi. Hôm nay mà hát vậy á, rồi con thấy không được bấm mà con sao? Cũng hay buồn mà cũng không có buồn lắm. Thầy cố tình vậy để thầy hỏi cái cảm giác của con thôi, chứ thầy rất muốn bấm con. Yeah. Cảm ơn thầy. Ở con á thì cái giọng trong trẻo nó dễ thương mà nó sáng trưng à. Nhưng mà có những cái chỗ ví dụ như chữ lũy tre đó, nhiều khi cái mới vô cái mình lũy mà cái lũy tre nó cao quá sao á, cái nó lên tuốt ở trển. Nhưng mà những cái đó thì thầy giúp cho con được. Con hát dễ thương lắm con ơi. Thầy Nam Cường hình như cũng có những cái sự phân vân đúng không ạ? Đúng rồi. Đúng là giọng hát của con vô cùng trong trẻo, vô cùng dễ thương, đúng với cái lứa tuổi của con. Chú thích bài này lắm bởi vì nữ hình ảnh nó rất là đẹp. Và ở trên màn hình LED ngày hôm nay hiện lên những cái điều đó gặp con hát nữa. Chú phân vân bởi vì là ở trong phần hát của con cũng có một vài chỗ có vấn đề. Và ngay cả cái cách con chia hơi ra để hát còn có nhiều thứ nó có trục trặc. Con có muốn mình có hai sự lựa chọn hay không? Dạ, con nghĩ chắc con rất là vui. Rất là vui.
Sao tự nhiên không? Tôi năn nỉ chi là lỡ dễ bệnh sao ta? Cái sự trong trẻo, sự dễ thương của con á, nó khiến cho mọi người cảm thấy rất là bình yên. Nhưng mà bây giờ á, bắt đầu là sóng gió. Cái phân vân ở đây là gì? Khi mà nhận tụi con về thì trách nhiệm của các thầy rất là cao. Phải làm cái gì cho tụi con? Nên thầy ngồi suy nghĩ, với con thầy sẽ mất bao lâu để sửa? Với con thầy sẽ làm cái gì, chọn bài như thế nào? Và dàn dựng cho con trên sân khấu để làm sao con cho con tỏa sáng. Nên khi thầy đã quyết định bấm cái nút này thì thầy đã có con đường riêng cho con rồi. Cảm ơn thầy. Sao bên bển lúc nào cũng trễ ha? Suy nghĩ cũng lâu hơn người ta. Anh nói quá mà. Lớp xì trâm và lớp nhi sắc nhí, mời con quyết định quê hương bây giờ sẽ là Bảo Tố. Nhi ơi, sao anh lại thấy bé nhìn bên cường hoài à? Buồn. Con rất cảm ơn hai đội đã chọn con. Nhưng con rất tiếc nên vì chỉ chọn được một đội thôi. Con xin chọn đội... của... Quốc Đại. Yeah. Cảm ơn con.
sóng xanh, ai xuôi mái chèo cùng tôi sớm chiều. Tôi mơ từng cơn gió mát vòng tay em ơi, người thương của tôi. Cháy lên nào, bao nhiêu con tim tan theo tiếng ca. Để nguyện trong những góc tối, nào mời bạn thân hãy bước đến cùng tôi. Về
con quan họ quê tôi, tháng giêng mùa hát hội, những đêm trăng hát gọi con sông cầu làng bao xanh, ngang lưng làng quan họ xanh xanh. Làng quan họ quê tôi, những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đầu ngọn gió, nón quai thao người ơi, nón quai thao nói gì người ơi. Baby.
hồi lội nó bò lên bờ, hai mắt trơ trơ nhìn trước nhìn sau. Anh nhớ mùa điên điên ngờ thương cứ chờ đợi anh giấc mơ lâu
Cho tình thân khó phai. You and I.
nghe biển hát xì dài như lời ru từ thơ ấu thơ, nghe lời mẹ hát mơ màng con say, dòng đời đã cuốn xa vòng tay mẹ, bao nhiêu đắng cay u buồn, lời ru của mẹ vẫn thăm đượm tình yêu thương. Lời ru còn đó vang vọng bốn bề nơi tim con, lời ru mãi ghi nhớ âm thầm. Thời gian trôi qua thật mau, bóng dáng mẹ đã phôi pha theo tháng ngày, và giờ mỗi đứa một phương, bao nhiêu giọt yêu thương đã chia hết rồi, lời ru xa rồi giấc mơ thơ vẫn mong cho con ấm em một đời, hạnh phúc khi con cười, yên lòng khi thấy con vui, mẹ đã nâng con dậy khi con ngã trên đường đời, dù cho nắng đã phai tàn, dù cho tóc đã pha màu buồn, cho dù mắt nhắm tay buông, dành cho con hết mọi nguồn yêu thương. Lời ru còn đó vang vọng bốn bề nơi tim con, lời ru mãi ghi nhớ âm thầm. Thời gian trôi qua thật mau, bóng dáng mẹ đã phôi pha theo tháng ngày, và giờ mỗi đứa một phương, bao nhiêu giọt yêu thương đã chia hết rồi, lời ru xa rồi giấc mơ thơ vẫn mong cho con ấm em một đời, hạnh phúc khi con cười, yên lòng khi thấy con vui, mẹ đã nâng con dậy khi con ngã trên đường đời, dù cho nắng đã phai tóc đã pha màu buồn, cho dù mắt nhắm tay buông, dành cho con hết mọi nguồn yêu thương vẫn mong cho con. Tóc đã pha màu buồn, cho dù mắt nhắm tay buông, dành cho con hết mọi nguồn yêu thương. Mẹ đã nâng con dậy, đã nâng con dậy khi con ngã trên đường đời, dù cho nắng đã phai tàn, dù cho tóc đã pha màu buồn, cho dù mắt nhắm tay buông, dành cho con hết mọi nguồn yêu thương. Mẹ đã nâng con dậy. Vẫn có lúc buồn mơ, nên yêu thương sẽ xóa bao buồn phiền, đau thương sẽ qua đi. Cuộc đời không dối trá thù, để cứ
sẽ rạng rỡ trên môi mọi người, loài người luôn hạnh phúc. Dù khi tiếng hát hòa bình chìm trong cuộc sống vô thường, tôi vẫn hát cho muôn loài, tôi vẫn hát cho tình yêu thương giữa trái. Và tôi sẽ hát 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 với bao tình yêu thương khát khao, hát trong đam mê đậm say và hát mang đến cuộc sống không còn vô nghĩa. Hát hát với bao tình yêu thương khát khao, hát cho niềm tin ngày mai và hát mang đến cuộc sống không còn vô nghĩa. Vẫn có lúc buồn mơ, đêm yêu thương sẽ xóa bao buồn phiền, đau thương sẽ qua đi. Dù cuộc đời không dối trá hận thù, nụ cười sẽ rạng rỡ trên môi mọi người, mọi người luôn hạnh phúc. Dù khi tiếng hát hòa bình chìm trong cuộc sống vô thường, tôi vẫn hát cho muôn loài, tôi vẫn hát cho tình yêu thương rất chết. Và tôi sẽ hát 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 với bao tình yêu thương khát khao, hát trong đam mê đậm say và hát mang đến cuộc sống không còn vô nghĩa. Hát hát với bao tình yêu thương khát khao, hát cho niềm tin ngày mai và hát mang đến cuộc sống không còn. Trở về để bước tới ấm áp bên mẹ hiền, để đêm đông lùi xa khi bước chân bên hiền nhà. Đường xa không sao ngăn nhưng bước chân trở về để dấu phu ấm áp bên bạn bè và bên ly trà thơm bên ánh hương đồng xài. Có bước chân đường xa đó, có bước chân trở về. Để hôm qua chưa xa cho ngày qua. Chào cùng chia nhau niềm vui phút gặp lại và bên ly trà thơm bên ánh hương đồng xài. Có bước chân đường xa đây, yeah, bước chân trở về, yeah. Có bước chân đường xa đó, yeah, yeah. Bước chân trở về để hôm qua chưa xa cho ngày qua. Hôm qua chưa xa cho ngày qua. Có bước chân đường xa đó, có bước chân trở về.
qua chân xa cho người thơ. Để vô thân thương ôi tình yêu, để vô qua chân xa cho người thơ. Qua trao nhau thân thương ôi tình yêu. Có bước chân đường xa đó, có bước chân trở về. Có bước chân đường xa đó, trở về. Từng hôm qua chưa xa cho người qua, trao nhau thân thương ôi tình yêu. Từng hôm qua chưa xa cho người qua, qua trao nhau thân thương ôi tình yêu. Một tràng hơi tay cho Quốc Hương và Giáo Uyên. Ba sự bình chọn cơ mà đúng không? Một tràng hơi tay nữa cho hai bạn nhỏ. Đầu tiên tụi con giới thiệu trước về bản thân mình đi. Dạ, con tên là Trương Mai Gia Uyên ạ. Con 12 tuổi. Dạ, con tên là Phạm Lê Quốc Hưng và con đến từ Gia Lai. Năm nay con 13 tuổi ạ. Wow, Gia Lai 13 tuổi. Tụi con tham gia chương trình với mục đích như thế nào? Dạ, năm 2 năm trước thì con cũng đã xem rồi ạ. Và con quyết định năm nay đi thi vì con muốn là sau này làm thầy giáo dạy nhạc để dạy các bạn mồ côi. Con ơi, nhưng mà bây giờ đầu tiên là nếu mà con về đội chú là con giúp đội chú rồi. Hợp lý, hợp lý. Còn con gái thì sao? Sau này con cũng muốn làm một ca sĩ và cũng muốn làm cô giáo dạy nhạc cho các bạn nhỏ. Dạ. Hai đứa tụi con là anh em hay là tụi con là bạn hay sao? Con quen em ấy từ khi mà đi hát từ thiện ấy ạ. Là hai anh em gặp nhau thế là quen. Dễ thương quá, có cái duyên gặp gỡ nhau bằng âm nhạc hả con hả? Mà chúc mừng tụi con với ba sự lựa chọn của ba cặp huấn luyện viên ngày hôm nay. Con cảm ơn chú ạ. Yeah. Bây giờ nè, tụi con đứng tụi con lắng nghe sự chia sẻ của ba cặp huấn luyện viên nhé. Đầu tiên này chú với cô Khải Như xin được chúc mừng tụi con vì có một cái phần biểu diễn mà đã làm cho cả cái trường quay này nóng lên. Nhưng mà chú phát hiện ra là vì tụi con thi đầu nên là ở những cái đoạn đầu tụi con còn rung. Dạ, vâng ạ. Và dạ, cái rồi. Cảm giác của tụi con khi mà mình càng rung mình lại càng cố gắng hát cho to, cho bự, cho rõ ra. Nếu mà tụi con về đội của tụi chú sẽ chỉ cho tụi con cái cách làm sao mình control được, điều khiển được cái giọng của mình. Khi mọi người không chọn con chú Duy lại thấy được là tụi con cố gắng hát thật hay hơn. Và cái ngọn lửa tự tin của tụi con làm cho cô chú cảm thấy rất là thuyết phục. Nếu như có thể hãy về đội với cô chú nhé. Dạ, con cảm ơn ạ. Dễ thương kìa, màu hồng đúng là màu hồng. Bây giờ đậm đậm hơn xíu nè tụi con, màu đỏ nè. Cái chuyện mà hồi hộp đi thi là một chuyện hết sức bình thường, kể cả con thi đầu hay thi cuối con vẫn có quyền được hồi hộp. Cái quan trọng là cô Hòa không chỉ nhìn thấy cái hồi hộp của con mà cô Hòa còn nhìn thấy rất là nhiều khuyết điểm trong giọng hát của con hiện giờ. Con bị nuốt chữ rất là nhiều thì em có nói là thôi hay là để cho hai em lên được một cái cao trào, một cái nốt mà em trông đợi thì em đã nghe được cái điều đó rồi. Và đúng rồi, đúng rồi. Cái thể loại âm nhạc này không phải là thể loại âm nhạc duy nhất mà hai con có thể hát được đúng không? Dạ vâng ạ. Chính xác, những điều mà cô Hòa nhìn thấy là những điều mà cô nghĩ là các con cũng cảm nhận được. Cho nên hãy về đội của cô Hòa để cô Hòa có thể dạy con tất cả những điều mà cô Hòa có thể. Thứ ba là đội em phải cho em nói để cho người ta biết em tồn tại trong chương trình. Xin mời làm. Trên trời có chịu vì sao thôi đó hả trời, xếp thành bốn chữ tài năng quá trời. Nói về cái vấn đề chuyên môn á, cô Hòa Minzy đã nhận xét cho tất cả các con rồi. Nhưng mà chú còn có một cái yêu cầu ở cá nhân nữa, xem các con chủ động về mặt sân khấu như thế nào. Các con khuấy động được khán giả, chủ động được trong cái cách trình diễn của mình. Đó là một trong những yếu tố mà chú gà cái cần này chọn tụi con. Cảm ơn ạ. Chú ngồi dưới, chú cũng hồi hộp thay cho tụi con 2/3 bài hát rồi mà vẫn chưa ai chọn hết trơn. Cái này mở ra một cái ùa ra như voi về rừng vậy đó. Trời ơi, tràn xuống dưới liền. Đúng không tụi con? Đó, phải máu lửa như vậy. Bây giờ sẽ là đội thứ ba, đội màu vàng lên tiếng. Anh chào hai em. Ê, con chào chị. Ôi, anh ơi. Chị chào hai bé. Anh nói trước về chuyên môn đi. Trong cái giọng hát của hai con á, thứ nhất là cái phần bè rất là hòa quyện với nhau. Hai đứa con hát chung với nhau lâu chưa? Mới thôi mà đã như vậy rồi hả trời ơi. Cái này mà hai con mà hát chung với nhau lâu hơn nữa thì sẽ càng hay hơn nữa. Và trong hai đứa con có một cái lửa. Ngày xưa chú Trung cũng đi thi, nhìn huấn luyện viên á, mình bị sợ. Cánh cửa vừa mở ra, hai con ra gặp 6 huấn luyện viên, tụi con càng sung hơn nữa.
À, có nghĩa là trong người tụi con có cái lửa, nhưng mà cái lửa của con chỉ là mới bếp dầu thôi. Con về với chú, con sẽ được lửa bếp ga. Trời ơi, Nhi cẩn thận nha, lửa bén cái là cháy cái đầm. Không sao đâu, bởi vì về với đội cô chú là cô chú sẽ dung hòa hết tất cả mọi thứ. Khi mà cái lùa nó lùa ra một cái lùa là cái tấm màn bí ẩn. Tấm màn bí ẩn trượt ngang ra, hai tụi con xuất hiện. Mà đỉnh điểm là khi hai tụi con tới đây bắt tay cô đã tình cố tình là bẻ tay con bé Hưng, bẻ trời tay ơi. Bé Hưng nhắc nhéo bé Hưng để coi bé Hưng nó có cái sự mà kiềm chế không. Nếu như một người mà không có một cái sự bình tĩnh đó thì con sẽ đang hát á đau nhưng con rất bình tĩnh. Trời ơi, cứ nghe nói xong chúng ta kiểm tra lại con có bị đau không. Bẻ tay cái tay phải của bé Hưng, hồi nãy em có bắt tay rồi em có bẻ ngược lại. Ơi. Ủa Chi ơi, em diễn viên mà sao em ngang ngược vậy? Đó là lý do tại sao em phải rèn luyện cho bé Hưng ngay từ bây giờ. Bởi vì với khả năng của con sẽ còn tiến xa hơn nữa. Sợ vỗ tay đi. Hay quá. Đúng. Đó là kinh nghiệm, đúng rồi. Làm sao mà khi mình hát mà cho dù tác động bên ngoài mình vẫn hát được. Đúng rồi. Ngày xưa chú đi hát mà chú đang hát rồi nè. Chú đòn nhảy đập đầu chú bớt rồi. Ê, đừng cười. Cái mình cần là cái phát triển, còn những cái phát triển mà gọi là xã hội bị bẻ tay bẻ chân là có cô Diệu Nhi. À, mà con ơi, con phải nhìn lại cái tiềm năng tương lai, con không thể nào mà con có thể sinh tồn trong một cái môi trường bạo luật nghệ thuật. Đúng rồi con ơi, mình đi hát chứ không phải là mình đi đánh trận bé. Đúng. Trong cái môi trường êm đềm con về con sẽ được thăng hoa. Đúng. Còn bây giờ mà con đi hát với môi trường của cô Diệu Nhi, con về là con muốn tiền thật sự nữa. Chú Lập nói rất đúng luôn. Nhưng con ơi, con đã mười mấy tuổi rồi và cuộc sống này con biết không bao giờ trải hoa hồng. Mình phải chuẩn bị tinh thần để có những chỗ, những nơi mình trình diễn nó sẽ đòi hỏi mình phải len lỏi người. Len lỏi tiếp tục vũ đạo. Đúng luôn. Vâng, có những nơi trình diễn vô cùng nguy hiểm và những nơi đó chỉ có chị Diệu Nhi thôi nha. Đúng rồi. Và con ơi, cuộc sống không phải lúc nào cũng trải qua hồng, nhưng riêng về đội cô chú trải qua hồng cho con. Hay đi quá. Con hãy nhìn cô chú đi như hai đó qua hồng. Cô chú nằm đó con đi luôn. Chị bắt trà chị mà đi đâu vậy? Em nói một câu cuối một cùng. Câu cuối cùng. Thôi. Yeah. Thật sự mà nói, cô nghe hai đứa con nói về cái niềm ước mơ mà được dạy cho những đứa bé gọi là chưa có khả năng âm nhạc. Cô rất mong muốn hai con dạy cô trước. Tại vì khả năng âm nhạc của cô rất yếu. Và cô biết rồi, con rất là yêu cô đúng không? Bởi vì hai năm trước không có cô. Năm nay có cô mà con đi tham gia như vậy. Cô biết là hai đứa rất yêu mến cô. Rất xúc động. Cảm ơn cô, cảm ơn. Trên lúa xanh mồ hôi cùng bao gió sương, một đời gian đôi cánh táo tận cho lúa thơm, con thơ cười dù khung khến đó là niềm vui biết bao. Là mẹ của con yêu từng bước chân con về, mẹ là bờ đê trên con đường đến trường.
chẳng thay đổi để mẹ thay tốt sao. Một tràng hô tay thật lớn cho hai bạn nhỏ. Chúc mừng tụi con. Đầu tiên là có ba sự lựa chọn. Giới thiệu tí xíu cho các cô chú phía dưới biết tụi con là ai nha. Dạ con xin kính chào quý vị huấn luyện viên. Con tên là Nguyễn Thị Ngọc Thảo, năm nay con 12 tuổi. Con đến từ Tây Ninh. Dạ con xin chào huấn luyện viên và khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Hương, con năm nay 12 tuổi, con đến từ Vĩnh Phúc. Trời ơi, hát nhạc dân ca miền Nam quá là ngọt ngào như vậy luôn. Tụi con thích chương trình, tụi con đăng ký tham gia hay sao? Dạ con thích chương trình. Tại vì con đam mê ca hát. Con đam mê ca hát. Vậy thì chú Minh Sư hỏi là ngoài cái dòng nhạc dân ca miền Nam ra, con có còn biết hát thêm một phong cách nhạc nào khác nữa không? Con hay hát nhiều bolero miền Nam. Nếu mà tụi con về đội của chú thì chú, cái kho bài bolero của chú rất là nhiều. Chú sẽ lựa cho tụi con những cái bài phù hợp với lứa tuổi hơn. Các con có nghe chú Thanh Duy hát bolero chưa? Chú Thanh Duy ơi, chú Thanh Duy hát cho các con đi, thuyết phục các con đi nào. Thay cho lời mời gọi nha con. Thay cho lời mời gọi nha. Ôi trời, anh. Người con gái năm ấy thường hay ra hái hoa bên bờ suối, rồi nâng niu thả hoa trên dòng nước, đứng trông theo mà buồn. Được chưa? À được rồi, được rồi. Cũng đủ phê rồi đó. Các chú bé chú không nhận là mình hát bolero hay, nhưng chú có một cái kho bài bolero rất là nhiều và phù hợp với giọng ca của từng đứa. Chú Thanh Duy có rất nhiều kho bài bolero, nhưng cô Diệu Nhi biết còn có một cái kho mà nó rất là nhiều bài bolero nữa, đó là trên mạng đó con. Cô tìm trên mạng là có rất là nhiều luôn. Anh Trung ơi, nói về thể loại bolero thì anh Trung cũng hát rất hay phải không ạ? Nói gì đi anh, thể hiện đi anh. Khi hồi nãy hai con hát, cái giọng hát nó chạm đến trái tim của chú và chú khóc. Hát hay thì có thể là do trời sinh ra giọng hát, là thường là bẩm sinh là nhiều. Nhưng mà hát để chạm đến trái tim đó là tình cảm. Và tụi con đã truyền tải được cái nội dung bài hát đó và tình cảm từng lời hát chạm trái tim của chú. Ngày hôm nay chú ngồi được ở đây một phần cũng là do chú đã từng thi tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng và được giải Á quân. Và chương trình đó là toàn là những ca khúc về bolero và dân ca không. Chú là rất thích cái giọng hát của hai con. Chú nghĩ là chú sẽ đủ khả năng để làm hết tất cả những gì mà phô giọng hát của hai con ra nhiều hơn nữa. Đó cũng chính là lý do em gạt cần. Dạ. Em có một cái linh cảm. Hòa cũng đang chọn một thí sinh có thể hát được những dòng nhạc của mang âm hưởng dân ca. Thật sự cái độ mượt mà nó vẫn chưa hoàn hảo, nhưng mà cảm nhận được bên trong đó có cái gì đó, nó uẩn khúc ở trong đó đó. Em quay qua em hỏi Hòa,
Em có thắc mắc là lý do tại sao mà hai bé lại chọn cái điều mộc mạc, mặc một bộ đồ rất mộc mạc, thậm chí là không make up, không có cái gì gọi là sự lộng lẫy của một người trình diễn. Và anh tin chắc là phía sau đó có một câu chuyện gì đó. Và em hỏi với Hòa rằng là có thể cho bé một cơ hội, nếu như có một cái điều gì đó nó không hay đối với hai bé thì mình sẽ cố gắng tạo cơ hội cho hai bé, để hai bé có nhiều cái khả năng để mình khai thác được nhiều hơn, để cho hai bé thỏa sức được nhiều hơn. Một tràng vỗ tay cho Huỳnh Lập được không ạ? Và chính cái sân khấu này cũng sẽ là một cái cơ hội rất là lớn dành cho tất cả các bạn nhỏ có đam mê âm nhạc. Con có thể chia sẻ với các cô chú ở đây về hoàn cảnh của mình. Lúc con 10 tuổi thì con học từ năm lớp 2, nhưng mà con bây giờ là con lớp 6, nhưng mà con không có còn đi học nữa. Ba của con không có như người khác, nên ba mẹ con bỏ nhau và con không có còn điều kiện. Mẹ con dẫn con vô đây. Mẹ con dẫn con vô đây để đi bán, đi hát, bán kẹo kéo. Nên là con vừa hát, vừa bán kẹo kéo, vừa tiếm chương trình thi. Con cũng không có điều kiện để đi học. Em và anh Lập lần đầu tiên được ngồi cạnh nhau trong một chương trình. Không hiểu vì sao thì hai anh em có những cái linh cảm rất là giống nhau. Khi mà nhìn hai con, thật sự em không còn là cảm nhận về âm nhạc, hay là không nghe là bài này con hát có hay hay không, hay là phô hay là tranh gì cả. Con em chỉ cảm nhận một điều là một bé đang không còn được đi học, không còn được gặp các bạn bè ở trong trường nữa, muốn thể hiện khả năng của mình, và chắc chắn là con còn muốn tỏa sáng để có thể giúp đỡ mẹ con, đúng không? Thật sự trong cái cuộc sống này có quá là nhiều những cái hoàn cảnh khó khăn. Nếu mà con có về đội của em sẽ hỗ trợ hết mình để con có thể đi học lại. Khi mà con đã có mặt ở đây rồi, và cái điều mà chú thấy tuyệt vời nhất á là bạn Thảo ở bên này cảm thấy gia đình của bạn Hương quá vất vả, cho nên là đã giúp đỡ Hương cũng rất là nhiều. Và ngày hôm nay con có một người bạn song ca với con rồi, con hãy tự tin lên nhé. Em nghe hai giọng của hai con á, thì con hát á, nó rõ ràng và nó tự tin hơn bạn rất nhiều. Và cô cảm nhận được trong giọng hát đó, nó có khả năng. Nói về bolero thì em không phải là sở trường, nhưng em cũng được tham gia và trải nghiệm về bolero rồi. Và nếu con thích bolero, em có thể giúp đỡ con. Em không hát được bolero, em sẽ nhờ các cô chú anh chị ca sĩ bolero mà em quen. Em mong muốn được chia sẻ hoàn cảnh của con và chia sẻ cái giọng hát và cái khả năng của em với con, nhờ cái giọng hát của mình để phát triển được cái cuộc đời của mình. Nhờ cảm ơn Hòa. Dạ. Một tràng hối tay cho đội đỏ. Chú tin một điều là sắp tới đây con sẽ bớt đi những cái giọt nước mắt này và thay vào đó những nụ cười thật là tươi nhé. Đời vô danh đã sống vẫn thờ ơ, nhau nhận năm tháng, tháng năm nhau nhận thêm, đã sống không thật gần ai và cách xa mọi người. Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ, vì con tim gió băng nên tâm hồn vô nghĩa, vô sống đời tha phương. Một gót bước mà thấy trong lòng như luôn luôn lẻ loi. Đừng sống sống như hòn đá, sống như hòn đá, sống không một tình yêu, sống chỉ biết thân mình, tâm hồn luôn luôn băng giá. Đừng hóa thân thành đá.
tình yêu sớm chỉ đến thân mình, tâm hồn luôn luôn băng giá đừng hóa thân thành đá. Nào, hai tụi con giới thiệu tí xíu về bản thân nào. Con tên là Vũ Ngọc Bảo Trâm, năm nay con 11 tuổi và con đến từ Hải Phòng ạ. Con rất đam mê hát và con muốn tham gia chương trình này để thử sức mình ạ. Còn con tên là Nguyễn Ngọc Đan Lê ạ, năm nay con 11 tuổi, con đến từ Hà Nội ạ. Con có khả năng là hát, đàn và nhảy ạ. Trời ơi, chất quá con ơi, nhìn con cực chất luôn á. Rất là lạnh lùng vậy đó. Con hay lắm luôn á. Con biết nhảy hả? Dạ vâng. Sao nãy cái phần biểu diễn của con hai đứa không có nhảy gì hết trơn á. Run hả? Không sao, không sao. Về chú sẽ dạy con nhảy. Yên tâm. Con cảm ơn. Hai đội này đã gặt cần để có thể chọn tụi con rồi. Bây giờ phải lắng nghe ý kiến của bốn vị huấn luyện viên phía dưới. Cất giọng hát lên là cả cô chú lần đều phải nhìn nhau là hay được đó nha, được đó. Thì khi mà bấm cần xong rồi tụi con xuất hiện, nói thật là cô chú hơi thất vọng một xíu, bởi vì là cái nhạc này nó quá hay, nó quá sôi động. Tụi con phải kết nối được tất cả mọi người lại với nhau, nhưng hồi nãy tụi con chỉ là tập trung vào đồng đội của mình thôi. Nhưng những cái điều đó cô chú có thể dạy tụi con được. Tụi con là bị như thế này, tập sao diễn vậy. Nên khi mà ra ngoài này cô chú có cổ vũ cỡ nào con cũng vẫn bước qua bước lại. Nhưng tụi con biết không, sân khấu là sự ngẫu hứng, là sự thích ứng. Cô Khải Như và chú Thanh Duy có thể dạy tụi con được cách thích ứng từng cái nhỏ để có thể mang mình tới tiết mục tuyệt vời. Nó màu vàng thì sao ạ? Khi mà hai cái màn này chưa đưa ra thì chú tưởng là con trai hát. Đúng, vì giọng rất là dày, quá mạnh và quá dày. Cái bức màn mà vừa ra đó chú hết hồn. Ủa? Sao mà con gái mà giọng khỏe dữ vậy trời? Tụi con hát rất là tốt, rất là hay, nhưng có một số điểm tụi con bị khuyết, nghĩa là khi những cái nốt thấp tụi con hát không nghe được. Đó là về phần thanh nhạc. Và còn phần diễn xuất là có câu là... Ngoài những cái vũ đạo con ơi, ca hát ngoài vũ đạo thì mình còn phải có điểm xuyến thêm diễn xuất. Cô để ý có những cái đóng băng á, những cái câu, cái lời đóng băng thì những lúc đó hai con phải đóng băng luôn. Đóng băng là sao? Đóng băng nhạc cứ trôi mà tới phần tụi con hát tụi con vẫn không hát cho cô. Trời, cái đó là cái sự gây chú ý khán giả. Trời, sự ơi, tạo bất ngờ. Đó là về phần diễn xuất và vũ đạo. Chị ơi, nói thế em sợ không được chọn mắt nói kiểu thật khác. Sự luôn à, mình phải nói kiểu để được chọn á hả? Đúng rồi. Ôi tại sao em quán đứng ngành vậy? Không, do là chị Nhi chưa được bẻ tay một bạn nào đấy cho nên. Ôi, là bạn ơi, không có chưa sung cưng lên. Nãy giờ cô nói gì con quên đi. Bỏ con nha, chỉ nhớ chú Trung thôi. Cô chỉ có thể góp ý và làm cho những cái gì mà hai con tốt nhất. Nếu như mà nói về phần những cái bài không phải là sở trường của hai con á, nhưng mà cô cũng sẽ có cách những cái sở trường của hai con nó sẽ trở thành cái sở trường của con. Là gì vậy? Nói gì vậy chị? Cô xin lỗi. Chị đi khám cái não điện đồ của mình đi. Chung uống thuốc. Bây giờ vậy nè, anh phải thuyết phục thêm một lần nữa. Bây giờ hát mình nói được rồi đúng không? Bây giờ anh nhảy được không? Ban nhạc đánh một đoạn cha 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 cái nhảy liền cho em coi, thuyết phục. Lên nhảy lên chú. Wow. Chú sẽ dạy con nhảy. Cô Diệu Nhi lên nhảy luôn vậy nè. Đừng cô Diệu Nhi đã tham gia một chương. Đó đúng rồi. Hey. Wow. Come on Nhi ơi, đúng rồi Nhi ơi. Đúng rồi, sao rồi? Đúng rồi. Tay lên, tay lên. Đúng rồi. Hay quá Nhi ơi. Hey, đó là cho mày mất mặt quá. Trời ơi, vô nè, té nè. Đó. Cảm ơn ban nhạc. Cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Cảm ơn ban nhạc rất là nhiều. Mệt quá rồi, cắt nhạc ơi, trời mệt quá. Hay quá. Hai con ơi, hai con có biết cô không? Sau khi xem cái phần trình diễn này xong, chú tin chắc rằng cái phần trăm con nghiêng về phía này càng ngày càng giảm dần. Chính xác là như vậy luôn. Không, chú nói câu cuối cùng nè. Khi mà tụi con ra hát, nhạc rock là phải sung rồi. Khi mà tụi con có thiếu một cái lửa trong đó, khi mà hát nhạc rock á thì phải sôi động, phải khùng lên. Mà cái đó đó, cô Diệu Nhi có nhiều lắm. Đúng. Hồi nãy cái bài nhảy vừa rồi, cô và chú Trung chứng minh cho hai tụi con thấy, nhảy không phải là sở trường của cô và chú Trung, nhưng mình phải làm sao để cho khán giả hút vào cái phần trình diễn của mình. Ủa, lúc và nào quên anh đi những cái sở trường và những cái khuyết điểm của mình. Sở trường mà quên đi khuyết điểm của mình là sao? Hồi nãy giờ mới anh hiểu trách liền luôn á. Một cái gì luôn hả chị? Nhi. Bây giờ cho chú nói, quyết định là ở tụi con thôi. Tụi con thấy giữa đội cô chú nè, đội nào làm cho tụi con biểu diễn tốt hơn? Con muốn vậy nhất không? Về gặp đội chú. Trên trời có chịu vì sao nữa, ngồi đi anh, xếp thành bốn chữ, trời ơi ngậm ngùi. Vâng,
Đó chính là cái trạng thái của đội của tụi em bây giờ. Không, bởi vì khi biết hai bé còn rất là nhiều cái kỹ năng khác nhau. Con nó vẫn chọn được mà. Con có biết cô không? Có. Con có thích cô không? Có. Nếu cô chọn, con có về đội cô không? Nãy giờ cô nhảy rất mệt. Không bao giờ ạ. Gài hả? Tính gài. Thế sao bây giờ hai bên mình làm quá trời? Vì cô quá sợ con ạ. Đội chú Thanh Duy thật sự cô không muốn nói đâu. Nhưng mà đã có hai người giống y hệt bọn con rồi. Sẽ bị cạnh tranh nhiều lắm. Cô chỉ muốn nói thế thôi. Nói về cái vấn đề đội. Anh Trung đợi đã bình tĩnh. Tôi xác định là đội của Hoàng Minh Di và Huỳnh Lập đã lựa chọn cặp đôi này luôn nha. Ủa? Con gấu cho hai con nè. Pikachu á. Mình phải hỏi về cảm xúc của hai bé. Mà cô chỉ nói nhẹ với con là hai bên đội này là có thành viên nhiều lắm rồi. Bên cô chưa có ai hết. Thật sự bên cô chưa có ai hết. Không rồi, bỏ đi. Cái gì vậy? Tôi đâu có nói cái gì đâu, tôi làm mà. Anh làm cái gì vậy anh Trung? Rồi, bây giờ trong thời gian anh Trung bơm bóng bóng, tụi con có thể chia sẻ cảm nhận của tụi con xíu đi. Tại vì nhưng bây giờ dính với nhau rồi. Bé rất vui và hạnh phúc. Vui và hạnh phúc. Đang lên, đang lên. Ơi, thiệt tình luôn á, đem phụ cho. Đang lên, còn con phụ sao? Phụ cho, cô trời rất ơi. Thích lòng của con, rất thích lòng của con, trời ơi. Con thấy ác chưa? Con xử với tôi như vậy. Thôi bỏ con đi, không có chơi bong bóng rất nguy hiểm. Trong khi ôm trời có con mềm mại như vậy mà không ôm. Cảm xúc của con sao nè? Lúc cô nhảy con có thấy xúc động không? Thôi được rồi. Con cứ trả lời thật lòng đi, cô không buồn đâu. Ok, thôi bây giờ hai đứa hãy suy nghĩ thật kỹ, bàn bạc với nhau và lựa chọn ra sẽ về đội nào. Còn những cái người mà đang bấu víu vào hai con, nhắm mắt lại coi như những người đó không có tồn tại. Rồi, về, xin mời đội màu đỏ chúng ta về chỗ luôn. Để hai bé tiến đến đội nào thì đội đó là đội được lựa chọn. Dạ. Cô đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc sống cùng các em nhỏ. Mặc dù các em nào cũng cao hơn cô, nhưng cô vẫn có thể dạy các con có thể hát được những nốt cao rất là cao. Hát một nốt cao, một nốt thôi. Hai, ba. Một nốt thôi. Là yêu nhau. Mãi nuôi em cũng sẽ. Chú sẽ là những nốt trầm. Rồi thử coi. Trầm là mây nuôi. Em cũng về luôn, về luôn, về luôn, về luôn, về luôn, về luôn. Chầm mà nằm sẽ like luôn mà vẫn chầm được. Đúng, đúng, đúng. Hay về luôn, về luôn. Giơ tay cho Hoàng Mỹ Thi, giơ tay cho Huỳnh Lập, về luôn, về luôn. Khoan, 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 chú xin lại hai con gấu. Chừng nào về đội rồi tính nha con nha. Nhà cô nhiều gấu lắm. Bởi mới nói, rồi, bất chấp rồi. Ruộng đồng bát ngát, nắng lớp loang chiều vàng, mênh mông chân trời, ta lưng trâu về nghe xa lời mẹ gọi. Đơn sơ mái tranh nghèo, có thương con dài lặn lội phương xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một cái hố tay cho cô gái nhỏ của em Hồ Thảo Nguyên. Con quê ở đâu? Một tí đi. Dạ, con tên là Hồ Thảo Nguyên. Năm nay con mới sinh nhật được 12 tuổi và con quê ở Đắk Nông. Con thích dòng nhạc này hay sao? Dòng nhạc này thì con cũng rất là thích, nhưng mà con vẫn có thể hát được nhiều dòng nhạc khác hơn. Cái này là cái cô Hà chờ đợi nhất. Cô Hà biết hát thể loại dân gian nha. Nhưng cô Hà sợ cái khả năng của mình chưa đủ để có thể dạy cho con hát hay hơn về dòng nhạc này. Nên ngay bây giờ cô Hà rất muốn con có thể hát một câu nho nhỏ ở một thể loại khác. Con hát rock ạ. Rock được nha. Vỗ tay cho bé Thị một đoạn ngắn thôi. Bão lũ thét gào, nắng cháy khô cằn, thiên tai buồn mùa vì ai? Bão lũ thét gào, nắng cháy khô cằn, thiên tai buồn mùa vì đâu? Vì ai? Vì ai? Vì ai? Ôi, nổi hết nổi rồi. Trời ơi, cú đoán không sai. Con biết làm sao trời không? Ơi là trời. Thật ra, không phải khóc, con ơi mạnh mẽ lên. Có thể rằng là ngày hôm nay cái bài nhạc này có một phần nào đó chưa phù hợp với chất giọng của con. Và chú đinh ninh ở trong lòng là chắc là sẽ có một dòng nhạc nào khác bé có thể tỏa sáng hơn. Hồi nãy là cô Hoàng Minh Di muốn gặt cái cần đó liền, nhưng mà chú nói thôi để xong hết đi, để xem bé còn những khả năng nào nữa. Đó là sự lựa chọn đúng đắn của cô và chú. Cả ngày hôm nay thì cô Hòa cũng muốn là ngoài để cho quý vị khán giả biết được con có thể hát thể loại dân ca, thì khán giả sẽ chờ đợi vào vòng tiếp theo để con có thể thể hiện được những cái gì. Hát một ít thế thôi, và cô sẽ dạy cho con hát cái thể loại dân ca nó ngọt ngào hơn với cái khả năng mà cô có. Chúc mừng con đã có cô rất nơi vui để mình có thể tỏa sáng nữa trong tương lai, đúng không ạ? Một tràng hô tay chúc mừng cho đội màu đỏ. Cố lên nha. Cảm ơn các chú bác nhé. Ngoan dễ sợ. Rồi, chúc mừng con. Trời ơi. Đấy là con hát mà thầy có trời nổi da gà mà chú nổi 2-3 lần. Nổi rồi chú chùi lại rồi mình đánh nổi nữa. Đúng rồi đó. 2-3 lần. Dạ con cháu em thôi ạ. Chưa nói chuyện xong bé này. Nhẹ nhàng tia nắng mai xóa tan sương mờ, nhẹ nhàng cơn gió đưa cuốn đi lá dầu, đọng lại đây chút buồn hạt sương trắng sâu màn đêm, đọng lại đây chiếc lá vương trên thân gầy. Dòng thời gian quá nhanh khiến cho sương buồn, mà đời còn như mãi đây nắng mai sẽ về, rồi mà đêm cũng nhường là tia nắng tan vào nhau, đêm mang đi chút yêu cho chiếc lá kia khô. Sương tan đi vội vã lắm vì nắng đến đã mau rồi sương đi mau. Trong màn đêm hương ngó nhớ, rồi nắng kia sẽ là dần lá buồn rồi sẽ ấm khi sương lại vây quanh đây, sẽ sóng trong đêm vô tình với em bắt đầu của những giọt sương chiếc lá quăng luôn cái micro chứ. Thôi giờ cô chú phải lên với con thôi.
Trời ơi, màu vàng luôn kìa. Tung quá trời kìa. Con ơi, con tên gì vậy? Con tên là Nguyễn Ngọc Bảo Hân, năm nay con 12 tuổi, con đến từ thành phố Đà Lạt. Con hát cái giọng con quá khỏe, khi con bước ra cái lửa của con ra rất là sôi động. Không biết là mấy anh chị dưới có giành giật kỹ với em không dạ? Thật là may mắn khi mà chú Trung đã chọn con. Cái lợi thế của con là giọng khỏe, nhưng mà đó cũng là cái nhược điểm của con, khi mà con hát nó sẽ bị cứng. Nhưng mà chú sẽ có cách, và cô Nhi nữa sẽ có cách để mà làm cho con mềm mại hơn. Con có một cái sự dạng dĩ. Nhi ơi, cái đó bạn không cần ở em luôn. Tại vì bạn bước ra bạn dạng dĩ rồi. Đúng rồi đó, rất là tự tin luôn. Đúng rồi, chúc mừng con. Dạ, cảm ơn cô chú. Có một cái này có rất là nhiều, kể cả là các anh chị ca sĩ và kể cả đôi khi cả là cô nữa cũng mắc phải, đó chính là mình dùng một đoạn phiêu nhạc quá nhiều lần trong một bài hát. Con hát rất là nhiều lần, nên là cô mong con sẽ dành một đoạn hay nhất trong bài để con phiêu thôi. Như thế thì chắc chắn phần trình diễn của con sẽ rất là hay. Đồng ý. Chúc mừng con nha. Cảm ơn cô. Màu vàng luôn. Chúc mừng. Dạ, team màu vàng.